Này, ngập nước hay thủy kích thì các bác nhìn vào cái điểm này nhá. Đó, keo này, keo của nhà máy vẫn còn nguyên zin nguyên bản luôn các bác ạ. Vào năm 2015, để sở hữu cái chiếc xe mà em chuẩn bị giới thiệu với các bác thì các bác phải bỏ ra khoảng 1 tỷ rưỡi hoặc là mấy chục cây vàng. Vâng, nhưng mà đến nay khoảng 7-8 năm sử dụng gì đấy, các bác chỉ cần bỏ ra số tiền chưa đến 600 triệu là có thể sở hữu ngay em Toyota Camry 2015 phiên bản 2.5Q full kịch các bác nhé. Vâng, đầu tiên thì em Hiếu xin mời các bác cùng tham quan phần đầu của chiếc xe này. Theo cảm quan cá nhân của em Hiếu thì cái form Toyota Camry 2015 này là cái form mà em đánh giá là nó đẹp nhất. Trông rất là cứng cáp nhưng mà không hề bị già một chút nào các bác nhé. Đó, xin mời anh camera tiến sát lại. Phần đầu cụm mặt ca lăng dạng hình thang ngược đó, có logo Toyota rất là to ở giữa. Sau khoảng 8 năm sử dụng thì không có hiện tượng bong chóc hay là gì cả. Đó, nằm trong những cái thanh cũng có mạ chrome luôn, rất là sáng và hiện đại. Năm 2015 mà có thiết kế như thế này thì được đánh giá rất là cao các bác ạ. Tiếp theo là cụm đèn hai bên. Cụm đèn hai bên thì công nghệ đèn trên Toyota Camry là công nghệ đèn bi xenon các bác nhé. Theo thời gian thì em Hiếu cũng nhìn thấy một vài có vết ố rồi. Tuy nhiên là trên bề mặt thôi, chắc là do rửa chưa sạch các bác ạ. Đó, phía dưới thì cụm đèn sương mù cũng hơi đục rồi các bác ạ. Đó, nằm trong miếng nhựa mạ chrome, nhìn cũng rất là hiện đại, trông tươi và khỏe khoắn. Đó, phần đầu nhìn chung thì vẫn form dáng vẫn rất là ok, vẫn rất là đẹp các bác ạ. Xin mời các bác sang phần thân xe. Thân xe điểm đặc trưng của cái mẫu xe Toyota Camry phiên bản này, cách để các bác phân biệt đó chính là cái cụm la răng. La răng này thì được trang bị là la răng 5 chấu hợp kim nhôm các bác nhé, rất là to bản và chắc chắn này. Đó, về phần lốp xe chiếc này thì mới được chủ cũ thay bộ dàn lốp mà sản xuất ở năm 2021, còn khá là mới. Các bác nhìn này, lốp hiệu luôn, Turanza chống ồn. Đó, xe thì được trang bị cả 4 phanh đĩa. Cái hay ở trên Toyota Camry là được trang bị rất nhiều đồ, rất nhiều công nghệ. Đầu tiên thì em có thể là nhìn vào cái tay nắm cửa này cũng có công nghệ ở trong đây nhá. Đầu tiên là khóa cửa cũng chỉ bằng một nút gạt, không cần phải bấm, không cần phải gì cả. Mở cửa cũng vậy, cảm ứng, thò tay vào, kết hợp với gương tự động mở theo khóa cửa luôn. Có tích hợp sinh nhan trên gương. Đó, cửa nhìn phần hông rất là chắc chắn, không có bị xước hay là móc mép ở chi tiết nào cả. Đó, các bác nhìn tổng thành chiếc xe, nhìn nghiêng, nhìn ngang, nhìn dọc, nước sơn của chiếc xe vẫn rất là ok các bác ạ. Phần cốp xe em Hiếu xin giới thiệu với các bác. Đúng là xe phân khúc hạng D, rất là rộng rãi, thoải mái về cả chiều cao lẫn không gian chiều ngang. Đó, như thế này thì em Hiếu có thể thấy là để được khá là nhiều đồ, khoảng 3 cái vali to vẫn có thể để vừa các bác ạ. Đó, xin giới thiệu qua phần lốp dự phòng với các bác. Lốp còn khá là ok, cũng là Turanza luôn. Vành là vành theo xe nguyên bản, không phải là vành nhỏ. Đó, bộ đồ nghề thì vẫn đầy đủ cả. Rồi, Camry này thì rộng rãi như thế nào? Em Hiếu xin mời các bác vào khu vực phía trong xe. Vâng, giới thiệu với các bác, đây là cái khoảng không gian nội thất hàng ghế sau của chiếc Toyota Camry. Em Hiếu với chiều cao khoảng 1m8. Đó, các bác nhìn này, rất là rộng rãi, rộng rãi, thoải mái. Và đặc biệt nhá, trên cái mẫu xe này Camry bản full kịch còn có cái này các bác ạ, rất là quan trọng. Ghế đằng sau có thể là điều chỉnh nghiêng ngả thoải mái. Đó, đây là em đang ngồi để cái vị trí lưng ngả cao nhất. Các bác nhìn thấy góc người của em này. Ngoài ra thì xe cũng rất là chỉn chu, đúng là xe dành cho xe chủ tịch, cho doanh nhân. Nó có thể điều chỉnh luôn ở trên này. Đó, chân duỗi rất là thoải mái các bác ạ, cực kỳ thoải mái luôn. Đó, về không gian riêng tư thì xe cũng được trang bị cả rèm che nắng phía bên hông và che nắng phía sau gáy của em. Đó, tất cả chỉ là điều khiển một chạm thôi các bác ạ.
rất là nhiều hộc để đồ phía sau đây. Tuy là em còn trẻ thôi nhưng mà nhìn vào những cái option này cũng thấy yêu Camry mất rồi các bác ạ. Đó. Đánh giá qua về không gian nội thất thì sau khoảng 8 năm sử dụng, ghế da vẫn rất là đẹp, không có bị nhăn, bị nhầu hay bị rách, bị nát gì. Đó, còn một cái hay nữa này, duy nhất xe phân khúc hạng D được trang bị là 3 cụm điều hòa độc lập các bác ạ. Đó, cụm điều hòa này thì cũng được điều chỉnh ở đây. Đó, tăng giảm điều hòa nằm ngay trên phím này thôi. Đó, hai bên trên là riêng, ở đằng sau là riêng các bác ạ. Đó, để nói về độ rộng rãi thì khỏi phải bàn. Đó, da rẻ ok. Trần cũng không thấy có dấu hiệu gì là khấu hao theo thời gian. Thôi em Hiếu không lan man linh tinh về những cái option của xe nữa, bởi vì là nó nhiều, các bác phải đến xem xe thực tế thì em mới có thể chỉ hết được cho các bác. Đó, bây giờ lại như thường lệ thì em Hiếu xin đánh giá một vài cái chi tiết nó khấu hao theo thời gian trên cái khoang lái của chiếc Toyota Camry này. Thì đầu tiên đập vào mắt em là cái cụm vô lăng này thì đã thấy có dấu hiệu mòn theo thời gian. Tuy nhiên là mòn đều, đó, mòn đều chứ không phải là một vài điểm hay gì. Đó, xe thì cũng khá là trang bị bắt mắt ở cái chỗ là rất là nhiều chi tiết là ốp gỗ, giả gỗ thì cũng có một vài vết nứt ở trên phần gỗ của vô lăng rồi. Đó, phần táp lô thì được trang bị là nhựa giả da, cũng mềm mềm giống da thật các bác ạ. Đó, ốp gỗ này, chi tiết ốp gỗ thì không có bị xước hay là bị trong bong chóc gì cả. Đó, đến cụm cần số da thì cũng theo thời gian mà không thể tránh được các bác. Tuy nhiên là vẫn còn khá đẹp, vẫn còn chấp nhận được nhé các bác. Đó, chủ xe trước thì cũng trang bị thêm cho chiếc xe này một cái màn hình Android rồi. Màn hình Android dạng cái này đâu đó khoảng 8 inch, cũng là cảm ứng các bác ạ. Kết hợp với camera hành trình đã có tích hợp sẵn. Xin gửi tới các bác, đây là cái khoang động cơ của mẫu xe này. Cũng giật mình đầu tiên, xe được trang bị là hai thanh đỡ capo thủy lực ở hai bên. Riêng Camry mẫu xe phân khúc hạng D có mặt tại thị trường Việt Nam thì chỉ có nó được trang bị thôi các bác ạ. Đó, nói về một chút về công nghệ của động cơ thì xe cũng được trang bị khối động cơ là Dual VVTi các bác nhé, giúp quá trình vận hành rồi tiết kiệm nhiên liệu, cảm giác lái khá là tốt. Đó, đây là cụm ABS các bác ạ. Điểm qua một vài chi tiết trên xe thì mời các bác xem dàn ốc. Đó, dàn ốc của xe vẫn còn nguyên zin nguyên bản, được Enica kiểm tra rất là nghiêm, kiểm định rất là kỹ càng. Đây, mở nắp nhựa ra cho các bác xem. Đó, ốc vẫn rất còn zin. Này, ngập nước hay thủy kích thì các bác nhìn vào cái điểm này nhé. Đó, keo này, keo của nhà máy vẫn còn nguyên zin nguyên bản luôn các bác ạ. Enica đã kiểm tra rất kỹ để đưa mẫu xe này đến cho các bác là ở trạng thái ngon nghẻ nhất, an toàn nhất, ok nhất. Đó, vừa rồi là bài đánh giá chi tiết của em Hiếu về chiếc xe Toyota Camry. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, phiên bản là 2.5Q, tên tư nhân, biển thành phố, đã rút hồ sơ. Những xe như thế này thì các bác nào lấy về Hà Nội sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển nữa các bác ạ. Bác nào mà có nhu cầu muốn quan tâm đến mẫu xe này, xin liên hệ với em Hiếu theo số điện thoại để ở góc trái màn hình, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại Enica Long Biên, có địa chỉ tại số 3-5 Nguyễn Văn Đinh, Long Biên, thành phố Hà Nội. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác.